Eli. Say hello. Xin chào người cá Emily đến từ Anh. Em có muốn gặp bạn người cá Emily đến từ Pháp không? Có chứ, dạ có. Đúng rồi, mình phải gặp mấy bạn người cá đó, mình bơi với mấy bạn đó. Con thích bơi với mấy bạn lắm nhưng mà con cũng hơi ngại. Phải chừng nào mình bơi tốt rồi cái mình không còn ngại nữa. Có muốn bơi với cá không Emily? Thấy tôi bơi với cá không? Đó, phải lặn xuống bơi với cá. Sẽ thấy mấy con cá nó rất là thân thiện, giống như là chó vậy đó. Con tròn quá rồi. Cái đuôi cá đó hợp với em lắm đó nha. Mà tại sao em thích làm người cá vậy Emily? Ở trời ơi. Chỉ thích thôi hả? Sao em thích làm người cá nè? Tại vì con người ta làm hay lắm. Thích thôi, nhưng mà bé nó bơi nó phát triển dài dài thì tốt. Chứ làm người cá là mình có nhiệm vụ kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, động vật, bảo vệ môi trường. Em chọn đi, thích bảo vệ gì nè? Em có thể đến lớp học người cá từ thứ 2 đến thứ 5 tại câu lạc bộ Lan Anh, quận 10. Cái này là chắc phải hỏi mẹ quá. Đúng rồi. Mẹ với lại qua đi thì Quân dạy bơi đó chị. Mấy em ơi, mấy buổi học bơi. Hồi nữa tôi sẽ cho mấy em coi một cái video về một bạn mua đuôi tiên cá xong bơi sai kỹ thuật. Rồi xong bạn nó bơi đập mặt xuống nền hồ bơi. Mình lên mình lấy cái bị mẻ cái răng bikini cho bé. Nên mấy em phải tập đúng kỹ thuật rồi phối hợp cách hít thở rồi mình mới có thể lặn sâu đến thở lâu trở thành người cá thật sự ha. Xin chào, hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn những đệ tử người cá mới của Tion. Đó là Ryan. Đó là Crystal. Con trai mà tên Vale, người ta nói là bóng đó. Vale đẹp mà Tion. Thôi đổi tên khác đi nha. Vale đẹp mà. Ba đệ tử nhí siêu quậy của Tion. Bạn đầu tiên tên là... Tên tiếng Việt em là gì? Anh không cần biết. Đặt sang tiếng Anh thì có hiểu. Ok, không cần biết tên tiếng Việt. Tên tiếng Anh của bạn này là Ryan. Tên tiếng Việt của em là Hiếu. Rồi. Còn bạn này, người cá gì đây? Người cá Crystal. Người cá Thiên Phú. Không, người cá Coconut. Tên tiếng Anh của bạn ấy là Genus. Coconut, Genus. Còn em là người cá gì? Vivian, đúng không? Nói tên đi Tion. Rồi bây giờ ba bạn đã sẵn sàng học bơi người cá chưa? Dạ chưa. Rồi hôm nay mấy bạn sẽ tập khởi động người cá đúng cách. Không chịu đâu. Bài khởi động đầu tiên là nâng mông ưỡn ngực. Nâng mông ưỡn ngực không nha. Mấy em biết cúi chào kiểu người Nhật Bản không? Dạ biết. Đứng cúi chào kiểu người Nhật Bản cho Tion xem. Rồi, cái đó là chào kiểu Thái Lan. Chào người Nhật Bản, thẳng hai tay, khép sát hai tay vô trong đùi. Chính xác, tốt lắm. Tới phiên em. Anh thử làm đi. Này đúng không? Trời, mấy đứa này hai tay vô
mấy người cá này siêu hài như vậy làm sao tôi dạy nổi. Bữa nay siêu hài gặp nhau rồi, còn em làm gì che miệng hoài vậy. Thôi người cá VPN vô đứng tập luyện đi. Hôm nay nói thiệt là mấy em phải tập làm người cá chuyên nghiệp, nên mấy em đừng mắc cỏ, có cái gì sai thì mình sửa. Giống như tuần rồi là thứ hai, đáng lẽ tôi dạy bơi người cá cho bạn Ryan với là VPN đúng không? Nhưng mà tuần rồi tôi bị kẹt ở Nha Trang, rồi tôi về không được. Đúng rồi, bị kẹt biểu tình nên tôi bỏ lớp học người cá thứ hai. Và chuyện gì đã xảy ra Ryan, hãy nói cho tôi nghe. Là em ra chưa chọn cá sấu vàng, và khi anh trở lại em sẽ đánh anh. Thiệt là tào lao hết sức. Trời ơi, một xíu anh. Đó chính là người cá VPN. Đó. Chưa được tập bơi người cá bài bản mà bạn ấy đã chơi lặn sâu, nín thở lâu. Và cuối cùng chuyện gì? Hồi nãy là bạn Ryan là bơi là không có đưa cái thẳng tay ra phía trước, bơi rút cái tay lại rồi đập mặt vô chày cái lỗ mũi. Em chưa bị giết chưa? Tay ơi, còn bạn VPN là bị gãy răng cửa. Nên tôi nói mấy em tập bơi sao mấy em phải nghe lời để làm cho đúng nha. Giơ tay ra nhờ. Quậy quậy làm không đúng tài. Rồi giỡn giỡn là sẽ bị hậu quả. Tây ơn một xíu Tây ơn với cho tụi em qua hồ. Một bên bảy bên Tây ơn. Rồi đi qua bên đây tập bơi trước đi, tập đi, tập. Không phải bảy trước. Mới tối nóng rồi. Hôm nay đâu có học bơi được Tây ơn đâu. Tây ơn chỉ dạy thứ hai, thứ tư thôi. Bữa nay vô không có giờ, mấy bạn đông quá. Đây đây, để anh nói. Anh ơi, bữa nay vô không có giờ, mấy bạn tại em đang bận dạy cho mấy bạn này. Thì để tuần sau được không? Không được hả? Biết sao không? Vô mấy em tự bơi. Bữa nay cái em trai là tự bơi rồi bị dập cái mặt vô cái chứ bị gì vậy? Môi. Dập môi vô đâu? Vô đất. Dập môi xuống đất nữa. Em nói là giữ thẳng tay phía trước mà để như dập môi vô xuống nhưng đất mà cái hồ nó mạnh đó, đó. Nên anh vô anh rước bé về đi ha. Cái hồ nó thấp. Tại hồ mấy em phải nghe lời bơi mới đúng. Với anh không có thời gian nè, thấy không? Anh không có quản lý được. Giờ của mấy em tập thì mấy em mới tập. Tôi mới lo cho mấy em được, còn giờ này là mấy bạn đang tập, tôi đâu có trông chừng được đâu. Đó, mẻ răng nè, cười ra cho mấy bạn coi coi, cười cho mấy bạn coi để làm bài học cho mấy bạn đó. Đó, không nghe lời tôi nè, để cho mấy bạn biết để lần sau bơi phải đúng kỹ thuật. Bơi là mình phải giơ lơ tay lên thẳng phía trước để mình đo cái mực nước, đo cái độ sâu của nước, đo cái hơi thở của mình. Nên anh cần mấy em làm đúng. Còn mấy em cứ lượn lượn như người cá chuyên nghiệp là có ngày là dập mặt gãy răng hết luôn. Nhớ không? Rồi ngoan, lần sau gặp lại tập luyện cho tốt. Từ thứ hai tới thứ tư. Còn anh thấy tình hình là mấy em chưa biến hình người cá được. Tai nạn quá nhiều. Nha. Nha baby cục bộ, cưng. Bộ râu màu vàng, bộ râu em có mới mà em mới có một bộ râu râu. Phải chạy cái mỏ gì còn chưa sợ nữa. Râu vàng mà, râu vàng. Thấy chưa? Mấy bạn. Rồi. Đừng có làm như vậy là dập mặt nữa, ngồi xuống di chuyển. Vừa chạy đuôi mà vừa té nữa. Trời đất ơi. Ngoan nha. Anh sao em không tự mặc đuôi được hả? Nhớ gỡ đồng hồ trước khi xuống nước nha. Nhớ bơi tay cho đúng nha. Có bạn bị gãy răng bởi vì không bơi đúng rồi đó. Gãy hả? Dân. Sao vậy? Bởi vì bơi không chịu giơ tay thẳng ra phía trước, lượn 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 đập mặt xuống nền. Hai bạn luôn, còn một bạn không gãy răng mà bị dập môi. Người cá Genus ơi, bây giờ em đã nhận ra bài học bơi sai sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng chưa? Dạ rồi. Điển hình là bạn nào?
Dạ bạn. Gì điển hình gì vậy? Ryan. Bạn Ryan. Thì bị sao? Bị mé răng. Sao bị mé răng? Dập răng. Có dập miệng. Dập miệng ở đây. Dập miệng. Còn bạn Vivianni thì bị sao? Bị mé răng. Đúng rồi, mà mấy bạn bơi sai như thế nào? Bây giờ em bơi lại cái tư thế bơi sai của mấy bạn cho tôi anh coi coi. Ôi, coi chừng nó nhặt môi thiệt luôn đó nha. Bơi sao mà bị mẻ răng? Đó, bơi như vậy đó. Mới học bơi mà chứng tỏ đó, coi chừng. Bơi gắt hả? Thấy không? Phải đưa cái tay thẳng ra phía trước để mình đo cái hướng đi của mình ha. Mình canh chỉnh hướng đi. Đúng rồi. Giờ bây giờ là bơi đúng lại rồi nè. Đúng rồi đó. Rồi mấy bạn người cá nhớ nha, không thầy đố mày làm nên nha. Mấy bạn không học bơi người cá đàng hoàng mà mua cái đuôi cá về không có tập luyện đúng phương pháp của Tion là bị cái gì là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó nha. Ý là bơi nhanh đó hả? Bơi không có đúng phương pháp. Không muốn giống Ryan và Viviani đúng không? Thì hãy đăng ký kênh mình và xem cái clip mà mình đã đăng để các bạn đừng có giống như hai bạn đó nha. Ôi trời, em khôn quá vậy. Em chưa đăng ký kênh em nữa. Còn Ryan và Vianney đến đúng giờ giùm Tion để tôi kèm cặp cho mấy em bơi cho nó tốt. Tion